Chào mừng tất cả quý anh chị quay lại với kênh Bất Động Sản Thực Tế. Hôm nay xin giới thiệu đến quý anh chị một bất động sản tại phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hiện tại thì em đang có mặt tại đường Cách Mạng Tháng 8, khu vực phường Bình Nhâm nha quý anh chị. Ở phía trước của mình là ngay ngã phía trước như hướng em quay. Đây là con đường Bình Nhâm 17 nha quý chị. Đi thẳng vào chỉ khoảng 200m là tới lô đất của mình. Hướng này là hướng về chợ Lái Thiêu, khu vực phường Lái Thiêu nha quý chị. Chỉ khoảng 3km là tới khu vực chợ Lái Thiêu. Và hướng ngược lại là hướng về thành phố Thủ Dầu Một nha quý chị. Còn ở đây là địa phận của thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thì em sẽ vào bên trong quay trực tiếp cho quý chị xem lô đất của mình. Bề ngang con đường bê tông này có bề ngang khoảng hơn 3m nha quý chị. Xe ô tô đi vào rất là xe ô tô đi vào được nha quý chị nhé. Chạy vào khoảng 200m là tới lô đất của mình rồi quý chị. Lô đất của mình có mặt tiền con đường Bình Nhâm 17 này luôn nha quý chị. Hai bên là dân cư sinh sống rất là đông nha quý chị nhé. Từ đây đi về trung tâm của thành phố Thuận An là khu vực thị trấn Lái Thiêu á, thì chỉ khoảng 3 đến 4 km, tiện ích xung quanh là đầy đủ. Đã tới vị trí lô đất của mình rồi quý chị. Lô đất của mình là lô đất hiện tại đang để trống đây nha quý chị nhé. Có cột mốc ranh giới rõ ràng. Ngang của nó là 10m và chiều sâu của nó là 29m. Đã có thổ cư. Diện tích trên sổ là 290m² nha quý chị. Đất rất là vuông vức. Ngang 10. Con đường này là con đường thông nha quý anh chị. Đường này là chạy thẳng ra hướng sông nhánh sông Bình Nhâm nha quý anh chị. Đường này hướng về đường Cách Mạng Tháng 8. Hiện tại thì đất đang để trống, cũng dọn dẹp sạch nha quý anh chị. Hiện tại thì có trồng môn trên đất. Xung quanh là dân cư sinh sống rất là đông nha quý anh chị. Có đèn đường chiếu sáng đầy đủ nha quý anh chị. Tiện ích xung quanh là đầy đủ. Đất cũng khá là bằng phẳng nha quý anh chị. Hiện tại thì có cột mốc rõ ràng rồi. Đất nằm ở trung tâm của thành phố Thuận An, rất là phù hợp để quý anh chị đầu tư cũng như là làm một nơi an cư lập nghiệp với một mức giá rất là tốt, nằm ở ngay trung tâm của thành phố Thuận An. Đường lộ giới phía trước hơn 3m, đường bê tông, xe ô tô ra vào tận nơi, rất là phù hợp để quý anh chị làm một căn nhà an cư lập nghiệp hoặc là đầu tư. Anh chị quan tâm liên hệ trực tiếp bên em nhé.